siêu tiết kiệm xăng. New Me Discover with Yamaha. Bên nhau thì đừng nói nhiều gì cả. Em không có thích nấu ăn, không thích làm việc nhà. Em chỉ thích làm việc nhà khi mà có người làm chung với em thôi. Bạn ở mình thích nhà dơ. Người phụ nữ gì em thích hết á. Gì cũng thích hết. Thôi mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Bây giờ mời bạn giới thiệu về mình. Em xin chào một khán giả. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Em xin tự giới thiệu bản thân em. Em tên là Nguyễn Mậu Thịnh. Năm nay em 26 tuổi. Sinh ra và lớn lên ở Bảo Lộc, Lâm Đồng ạ. Và hiện tại em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm nghề gì? Dạ em làm nhân viên tổ chức sự kiện. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. Em chào tên bạn. Là Hồng Quân ạ. Năm nay em 23 tuổi. Em là sinh viên mới vừa tốt nghiệp ạ. Quê em ở Tây Ninh. Hiện tại thì em sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em tốt nghiệp ngành gì? Dạ, tâm lý học tổ chức nhân sự. Bây giờ mình nói chút xíu về tình trường của mình đi bạn. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em trải qua 4 mối tình ạ. 4 mối tình là từ thời đi học đến giờ. Qua cái những mối tình mà chia tay đó, mình rút ra kinh nghiệm gì? Tại sao phải chia tay? Không hợp nhau nhiều lắm, thành ra em rút kinh nghiệm nhiều là về nhau thì đừng nói nhiều gì cả. Em nhau thì đừng nói nhiều. Dạ đúng rồi. Kỳ vậy, không nói nhiều sao tìm hiểu nhau? Không, cái chuyện tìm hiểu là tìm hiểu rồi, nhưng mà khi mình quen nhau thì không nên mà ràng buộc nhau quá nhiều ạ. Ai cũng có tự do riêng của nhau hết. Không nên ràng buộc nhau quá nhiều chứ không phải không nên nói quá nhiều. Từ ràng buộc sẽ thành nói nhiều ạ. Bạn nữ thì sao, mình có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình lớn ạ. Một bạn thì em quen 3 năm hồi cấp 3, còn một bạn thì em thích rất lâu rồi, cũng khoảng 7 năm. 7 năm? Dạ. Cái đó là đơn phương đúng không? Đơn phương. Dạ. Như vậy là chỉ có một mối tình thôi, chính thức là hai người yêu nhau là một mối tình đi học thôi. Dạ. Cái mối tình đơn phương là 7 năm. Dạ. Mà anh đó có biết bạn yêu ảnh không? Dạ biết, rất nhiều người biết rồi. Rất nhiều người biết. Dạ, tại vì em chia chủ trương là em thích bạn đó thôi, em không cần thiết là bạn đó phải thích em lại. Nên là em với bạn đó vẫn coi nhau như là bạn thôi. Bạn thân không? Dạ, cũng thân à. Thì thôi, vậy cứ thân đi, thân ai nó giữ đi. Dạ. Rồi. Em có những cái điểm mạnh và điểm yếu gì? Dạ, điểm mạnh thì Vân thêm Mỹ thì mọi cái em biết một chút. Rồi. Còn điểm yếu của em thì em không có thích nấu ăn, không thích làm việc nhà. Em chỉ thích làm việc nhà khi mà có người làm chung với em thôi. Trời ơi, bạn mà ở mình thích nhà dơ lắm. Bạn mới làm, không ai làm thì coi như bạn để luôn mà. Không có đâu. Rồi mấy bốc lấy chồng về đây, chuyện nhà ai làm? Dạ thì làm chung với chồng. Anh không làm thì sao? Thì bắt anh làm. Thôi thôi, làm luôn. Sao Thịnh hay sao Thịnh? Dạ, nói chung thì cái đó em làm được ạ. Tại vì em điểm mạnh của em là em có thể tự làm việc một mình được. Thành ra em có thể bù trừ cho bạn nữ ạ. Còn điểm yếu của em nó phải là em nói hơi nhiều với lại em bướng lắm ạ. Khi mà em đã không muốn điều gì mà ai ép em thì em sẽ không làm. Bằng mọi giá em sẽ không làm, trừ khi em tự nguyện ạ. Có nghĩa là làm việc nhà là cũng tự nguyện đúng không? Chứ dạ, vợ rồi. Mà bắt làm là không làm đúng không? Em biết là em sẽ tự làm mà. Còn nếu mà có bạn nữ thì em sẽ để bạn nữ làm ạ. Dạ. Rồi xong luôn. Cái vụ này căng lắm á. Dạ cái này thì chắc cô không sao đâu. Nếu mà em yêu thương ảnh đủ thì em sẽ tự nguyện em làm một mình. À yeah, được, câu chốt được, câu chốt được. Thôi được rồi, giờ hai bạn muốn tìm một mẫu người như thế nào bạn gái? Dạ, bạn trai của em muốn là cao khoảng tầm 1m65 tới 1m75. Rồi. Cao, có cao. Gương mặt thì nếu mà giống anh Tây Giang của nhóm Big Bang thì càng tốt. Anh nào? Dạ, Tây Giang. Big Bang hả? Dạ. Giống anh Bạch Giang hả? Trời này cũng gian lắm à. Dạ. Rồi gì nữa? Tính tình thì em muốn ảnh là quan tâm người khác để yêu thương người khác, chứ không phải quan tâm để soi mói hay làm cho người khác cảm thấy khó chịu. Có không em? Quan tâm để soi mói hay quan tâm để chăm lo? Quan tâm chăm lo chứ anh. Em thích người đàn ông có tóc hay là không tóc? Rồi. Hỏi con này sao tôi ngại quá. Dạ anh, nếu một là có tóc, hai là không tóc. Anh này nửa có nửa không. Lạ gì đó. Bạn trai thì sao? Mẫu người bạn gái lý tưởng của em là gì? Phụ nữ truyền thống và hiện đại. Gia ngâm được rồi, em thích phụ nữ hiện đại. Hướng ngoại một xíu ạ. Hướng ngoại. Sexy cũng có, sống hướng Tây một xíu. Không cần thiết phải quá kính cổng cao tường ạ. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Người phụ nữ gì em thích hết ạ. Gì cũng thích hết. Để nói đùa đó chứ em không thích bạn gái mà em buồn người yêu của mình nhiều quá, với lại hay xem vào đời tư giống như là điện thoại Facebook ạ. Em có vậy không? Dạ thường thì em quen mấy anh trước em không bao giờ em coi hết. Có đưa em cũng coi. Có được không? Cái này được rồi nha. Có ghen không? Dạ không, em thấy là nếu mà yêu nhau thì mình chung biết chung thủy với nhau. Còn nếu mà lỡ thích người khác rồi thì nên chia tay với nhau. Nói chung là đơn giản hóa mọi chuyện, cứ cần có sau lưng như vậy. Nhưng mà người ta coi Facebook, coi điện thoại của em được không? Em nghĩ là anh sẽ không coi. Em muốn coi không em? Dạ không anh. Đúng rồi, mình không muốn người ta coi của mình thì mình đừng coi của mình ta. Mình không coi của người ta thì người không, ta em ơi, vậy chứ có nhiều người là không có thích người ta coi của mình. Nhưng mà mình thích coi của người ta. Coi đàn trai coi được không? Đen ấn tượng thiệt. Trời ơi, mua đen lắm à.
đen dữ vậy em? Rồi đen hơn anh Quyền Linh luôn kìa. Đen thì tao có duyên. Sự kiện mà chị. Nhưng mà rất là nam tính. Trời ơi dễ thương. Manly. Nhưng mà em đi làm như vậy chị nghĩ là em có nhiều cô xung quanh lắm. Đúng rồi, tiếp xúc rất là nhiều ạ. Vậy là em có cái gì mờ ám mà em không cho người ta kiểm tra? Không phải, nói chung là mình tự giác thôi ạ. Em sẽ rõ ràng của mối hệ của em thì mọi nữ cũng vậy. Nhưng em nghĩ em có phải là người lăng nhăng không? Thì lăng nhăng ai cũng có mà kiềm chế tốt thì được ạ. Em có kiềm chế tốt không? Đến bây giờ kiềm chế được ạ. Em có phải là mẫu người chung thủy không? Em không chắc chắn 100% nhưng mà khoảng 80% là được. Chưa, tôi nghi lắm, mặt này tôi nghi lắm nè. Mặt thà vậy là tốt chứ sư. Em nói 100% chị tên không? Không. Cái hay là nó là cái sự kiềm, mình cũng biết kiềm chế hay không thôi. Ráng kiềm chế nha cưng. Dạ. Chắc chắn lắm nè, đó không? Tôi nhìn thấy thật chắc lắm nè. Được. Đằng lấy làm chồng là được. Có thể là một bờ vai vững chãi cho mình nương tựa. Đi ghen chào không mệt á. Chào anh Nguyễn Linh. Bây giờ anh nghe anh tưởng tượng ảnh như thế nào? Một nửa không tóc, một nửa có tóc. Người đen cao ráo. Không thích gì người đàn ông. Em không thích một cái là người đàn ông hay lấy vợ, giống như là tới tuổi phải lấy vợ. Em muốn là mình đủ yêu thương người đó, mình quyết định là mình sẽ yêu thương người đó rồi mình mới lấy. Em không thích là kiểu mà chỉ là yêu thương bản thân em thôi, còn không yêu thương được gia đình em. Tức là yêu thương vợ thì phải yêu thương cả gia đình vợ. Dạ, giống như khi em mà lấy chồng thì em cũng nghĩ là em cũng sẽ yêu thương cả gia đình chồng, chứ không phải là một mình chồng không. Yên tâm đi, anh này anh thương hết á. Dạ. Được rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái đã, em đi với ai? Dạ em đi với anh em, chị em, em gái em và dì em, và người quan trọng nhất của em là mẹ em ạ. Wow. Cả nhà luôn. Dạ, cả nhà. Xin chào cô ạ. Dạ, cho gặp mẹ của bạn trai ạ. Xin chào MC Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Tôi là mẹ của Thịnh, tôi đến từ Bảo Lộc. Phải nói là chủ nhật nào tôi cũng xem cái chương trình này hết. Thì nghe cháu đăng ký chương trình này tôi rất là thích và hâm hở lắm. Phải nói là hai ba ngày nay nghe chương trình gọi là chuẩn bị quay cho nên là rất là thích. Đến với chương trình này thì qua sự trò chuyện của hai con thì mẹ cũng thấy là cô gái này cũng dễ thương. Thì mẹ lúc nào cũng sẵn sàng ủng hộ các con. Dạ. Thôi. Qua tốt. Em muốn nói gì với mẹ chồng tương lai không gái? Dạ, con muốn hỏi cô một chuyện là nếu mà ảnh bắt nạt con thì con mấy ai được ạ? Cô nghĩ cái chuyện bắt nạt với nhau là không xảy ra trong gia đình của cô. Tại vì nhà cô có một cái quan điểm là cùng ăn, cùng làm và cùng nghỉ. Cái vấn đề con nói đầu tiên là con muốn làm cùng một người thì nhà cô điều đó là điều hiển nhiên. Nhà cô có ba người đàn ông và cô là phụ nữ đẹp nhất nhà. Để một mình cô làm là ba người vô làm luôn, cho nên có vấn đề mà biểu làm thì không có. Họ tự giác thôi con ạ. Dạ. Yên tâm đi, anh nói em nghe. Tâm đi, không ai bắt nạt em đâu. Không à. Có gì mát mẻ. Cũng hiền lắm, không có bắt nạt đâu, lo. Hôm nay mình đi với ai em? Dạ, em đi với bạn và chị họ của em ạ. Dạ, chào chị Cát Tường. Dạ, chào, chào em. Em là chị họ của Quân ạ. Em từ nãy giờ em ngồi đây em coi cái anh nam này thì về ngoại hình thì ok. Anh này rất cá tính. Đa số thì là hợp với tính cách của em gái em. Theo em thì em gái em có nên bấm nút hay không? Em thấy là nên bấm nút. Đàn trai dễ thương mà, hiền lắm. Quan trọng là bây giờ lắm. Cho hai bạn gặp nhau, cái mặt lên. Chúng ta hãy thẳng thắn nói chuyện với nhau nha, để hiểu nhau nhiều hơn. Nào, mời hai bạn. Chào em. Anh qua đây em. Em có món quà tặng anh. Cảm ơn nha. Trời, dễ thương quá. Anh qua đây với em. Nè, giờ kêu lại. Anh cũng có món quà tặng em nhưng mà tí nữa anh sẽ tặng. Không phải, tại vì em muốn làm quen trước đã. Hớ hàng. Anh có một số câu hỏi muốn hỏi em á. Anh muốn biết em là khi mà em phát hiện được một người bạn trai của em mà gọi là lừa dối em hoặc là giấu giếm một vấn đề gì đó hay phát hiện được em sẽ làm gì? Em chưa bao giờ gặp qua tình trạng đó. Thì nếu thì chắc có thì theo tính tình của em thì chắc em sẽ nói là ừ chúng ta chia tay đi xong. Anh chỉ muốn biết em là tâm lý như thế nào thôi. Vậy là giống như là anh sắp chuẩn bị chia tay em một cách đó ha. Phải, anh chỉ muốn biết em thôi. Tại vì chắc là anh gặp rồi, thành ra anh muốn biết là cái người mà phụ nữ anh sẽ quen họ thì họ sẽ biết những chuyện đó như thế nào thôi. Anh cần một người chín chắn. Em thì đôi lúc mà em rất là mệt, những lúc mà em muốn nhõng nhẽo, những lúc mà em đang giận thì em cực kỳ trẻ con. Đôi lúc thì được chứ đừng bây giờ thường xuyên là được. Điều anh làm lãng mạn nhất với bạn gái anh từng làm là gì? Khi anh quen bạn gái thì quà tặng anh không mua, anh chỉ tự làm. Dạ, nếu như là người thân anh, nếu như là mẹ anh thì anh biết sẽ tặng quà gì cho mẹ anh mà mẹ anh sẽ cười rất là vui sung sướng không? Đối với phụ nữ tặng quà gì cũng cười hết em. Có tặng quà họ sẽ cười. Thời gian ở đây anh rất là bận, có thời gian nên mà nếu mà một tháng mà ít gặp nhau thì có sao không em? Một tháng ít gặp nhau là mấy lần anh? Anh không chắc được điều đấy, tại vì công việc của anh không có thời gian rảnh. Anh đi suốt luôn hay sao hay là về không tối? Không phải suốt mà thì vì anh làm nhiều và áp lực nhiều, anh nói chung là anh mệt mỏi muốn nghỉ ngơi á, thành ra anh hạn chế ra ngoài đường lắm. Ta mệt mỏi ta phải gặp bạn gái cho đỡ mệt chứ. Bây giờ mình phải sắp xếp chút xíu chứ. Giống em cảm giác giống như là anh sẽ sắp xếp em ở đâu trong cái lịch trình dày đặc của anh như vậy. Anh chỉ nói thời gian gần đây thôi, anh không nói là tất cả. Chừng nào mới hết bận? Anh không chắc được em. Nói chung là nếu mà đã xác định quen thì anh sẽ sắp xếp thời gian qua gặp nhau, khi nào cần thì anh sẽ qua.
anh tặng em cái tháp này luôn. Dạ, cảm ơn anh ạ. Mình có đồng rồi, mình có cùng sở thích nữa. Chỉ cần một người hiểu em trong đời. Dạ. Rồi em tặng ảnh sách gì vậy? Đời về cơ bản là buồn ạ. Nhưng khi chúng ta mở qua trang thứ hai thì sẽ thấy chữ cười. Anh không hiểu ý nghĩa sâu xa của quyển sách này em tặng anh là gì, nhưng mà anh hiểu nhanh nhất là đừng nhìn vẻ bên ngoài mà đánh giá vẻ bên trong. Và anh cảm ơn em. Dạ. Anh cũng... Sao bữa nay hai bạn đi tới quán cà phê mỗi người đọc quyển sách. Hết rồi nói chuyện tiếp. Nào, chúng ta hãy nói về một chút tình cảm của mình suy nghĩ từ nãy giờ với người đối diện. Hồi nãy anh có nói là anh không thích phụ nữ nó nhiều. Không phải, không thích phụ nữ mà gọi là ràng buộc người khác quá, ràng buộc người yêu của mình. Em vẫn muốn ràng buộc, không phải là ràng buộc quá. Ý là hai người quen nhau ít nhất cũng phải có gì đó ràng buộc thì mới gọi là yêu nhau được. Đúng. Em chỉ cần nói em không thích, chứ em đừng ép. Vậy là anh sẽ bỏ không? Đúng rồi, đấy điều anh cần, anh cần tự tôn trọng lẫn nhau. Em nói em không thích, em không muốn gặp lại chuyện đó như vậy nữa thì anh sẽ ok. Còn nếu như mà em ép anh, bắt anh lựa chọn thì anh sẽ không nghe. Nếu mà em với anh cãi nhau thì anh có xuống nước trước không? Tại vì không phải em đúng hoàn toàn mà cũng không phải anh đúng hoàn toàn. Thành ra nếu tùy trường hợp, nếu như thực chất em sai thì anh sẽ cương quyết đến cùng. Còn nếu như anh sai anh sẽ nhận, chứ anh không toàn bộ nhường em. Ai đánh giá là đúng sai? Mình tự nhận thức được em. Có nhiều chuyện giống như là em nhận thức là em đúng, anh cũng nhận thức chuyện đó anh đúng, vậy không ai sai hết thì làm sao? Vậy thì những lúc đó mình nên im lặng. Nếu em chịu được cảnh không gặp nhau thì ok, mình sẽ im lặng. Thường thường nếu mà cãi nhau mà cứ im lặng mà không gặp nhau như vậy sẽ gặp em thường sẽ có rất là nhiều cái cảm xúc tiêu cực. Bị ức chế em. Ức chế rất là khó chịu, lúc đó em biết xả vô đâu. Nhưng mà khi em tức giận thì em sẽ nói những điều còn xấu hơn cả em im lặng nữa. Vậy em chỉ cứ im lặng đợi chờ đến lúc nào? Khi em hết giận thì chọn nói. Ức chế lắm em. Anh sẽ cố gắng dành nhiều thời gian cho em. Nói chung thì đối với anh, nếu như thực sự em quan trọng thì không có gì có thể làm anh bận được. Em sẽ cố gắng chín chắn hơn, bớt trẻ con hơn. Để em có thể là anh sẽ không thể thấy khó chịu về cái tính trẻ con của em. Hay quá. Đọc sách nhiều, nói chuyện có khác. Nói chuyện thì thấy cũng hơi căng, nhưng kết thúc rất tuyệt. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Suy nghĩ rất kỹ nha. Nếu mình cảm nhận đây là cơ hội của mình thì hãy nắm bắt. Còn nếu như mình cảm thấy cái linh cảm của mình nó không phải thì mình hãy dành cơ hội cho nhiều người khác. Cho em 30 giây nữa được không ạ? Rồi, nói đi em. Em, anh có điều muốn nói với em. Thực chất nếu như anh không bấm thì em đừng buồn nha. Không phải là tụi mình làm việc thẳng thắn với nhau. Anh đâu có cần phải nói trước như vậy. Anh không muốn tạo bất ngờ cho người khác. Em lại thích bất ngờ. Ok, cảm ơn em. Nào, 3 2 1 Hết thời gian. Bạn trai nói trước đi, tại sao em lại không bấm? Dạ tại vì em cần một người có vẻ chín chắn và giúp đỡ em nhiều trong công việc ạ. Chứ em không cần một phụ nữ để em che chở nhiều, mà em cần một người chia sẻ. Bạn nữ, bà cảm nhận gì ở chàng trai này? Đúng là tính tình của em rất trẻ con, nhưng mà thật sự nếu mà lúc mà chín chắn thì em sẽ rất chín chắn rất nhiều. Nhưng mà tại vì hiện tại thì em đang trải qua rất là nhiều chuyện buồn, nên lúc nào cũng giữ tinh thần mình nó trẻ con để có thể vui vẻ lên. Có lẽ như vậy là em với anh có thể không đến với nhau. Không, anh cảm nhận rằng cô gái rất là chân tình đấy. Một cô gái rất là dễ thương. Rất tiếc, chắc có lẽ chúng ta không có duyên nợ với nhau. Hàng triệu người sẽ chọn nút bấm để bấm cho các bạn. Đừng lo lắng điều đó nha. Một nửa yêu thương đang đến rất gần với chúng ta. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Rồi, cảm ơn các bạn. Hai mươi tính đâu thì cũng kéo dài lâu, cũng năm mươi năm á. Em không thích bạo lực, có những có khuynh hướng bạo lực. Anh sẽ là người quyết định chứ không cho bà quyết định. Em nghĩ là cũng có hơi khó tính một chút xíu, nhưng mà đàn ông phải như vậy mới được. Được. Có lẽ không có duyên thôi. Nhưng mà em cảm thấy thật sự là hơi tiếc cho bạn trai, có vẻ hơi vội vã quá. Có lẽ vẫn là cái tôi quá lớn, mình không trách được họ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Mời các bạn. Hả màn. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Mời bạn. Rồi, mời em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Cát Tường. Chào anh Quyền Linh và các quý vị khán giả. Xin chào bạn phía bên kia màn. Em tên là Vũ Thị Hoài Hương. Năm nay em 29 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Biên Hòa. Và hiện nay em đang là nhân viên phòng kế hoạch của công ty chuyên về may mặc xuất khẩu ạ. Ở đâu em làm việc ở đâu? Dạ em làm việc ở thành phố Biên Hòa. À ở Biên Hòa, làm việc ở Biên Hòa luôn. Dạ. Mời bạn nam. 29 tuổi ha. Dạ. Mời bạn nam. Chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường.
Em tên là Nguyễn Ngọc Việt, năm nay là 34 tuổi. Hiện tại em đang trưởng bộ phận của công ty cổ phần vật liệu xây dựng Thế Nha, sinh sống và làm việc ở Biên Hòa. Biên Hòa luôn, vậy là hợp nhau rồi, thuận lợi rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em học rất là nhanh, trong công việc thì rất là có nghị lực ạ. Thì điểm yếu của em là gì? Tính là điểm yếu em nhiều. Những cái nào mà nó nổi trội nhất, nó yếu nhất? Tính của em nó hơi trẻ con một chút xíu, hơi thích nhõng nhẽo một chút xíu, dễ là bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, không có che giấu được vậy. Rồi. Bạn nam, điểm mạnh điểm yếu mình thế nào? Điểm yếu của em trước thì em hơi nhiều, nhất là tính của em hay quên. Hay quên. Vâng. Gì nữa? Dạ, trong tình yêu thì không được lãng mạn lắm, hơi cầu toàn. Còn điểm mạnh? Điểm mạnh của em thì dễ chuyển, nói chung là cầu tiến, biết thể thao, bóng đá, bóng bàn. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em đã trải qua hai mối tình rồi. Mối tình đầu tiên là em quen lúc mà em 20 tuổi. Còn mối tình thứ hai thì quen cách đây 4 năm rồi. Dạ, lý do tại sao chia tay? Và sau thời gian tìm hiểu rồi thì thấy là tính cách không hợp nhau cho nên chia tay ạ. Em trải qua mấy mối tình rồi? Em thì trải qua 3 mối tình rồi. Hai mối tình đầu thì cũng kéo dài lâu, cũng mùa nóng á. Hồi sinh viên và thời ra trường cũng yêu xa, ngày sau chia tay. Còn mối tình thì ba chắc kéo dài được một năm. Một năm thì cũng chia tay được gần 2 năm rồi. Hôm nay em muốn tìm một người bạn trai của em như thế nào? Nói chung là đối với em thì ngoại hình ưa nhìn là được rồi ạ. Nhưng mà còn tính cách thì tìm một người mà tính tình vui vẻ. Cái điều gì em không thích ở người bạn trai của mình, người chồng tương lai của mình? Em không thích quá gia trưởng ạ. Bạo lực, có nghĩa có khuynh hướng bạo lực. Bên kia có khuynh hướng bạo lực không em? Bạo lực thì không, nhưng mà gia trưởng thì em nghĩ em cũng có một chút xíu nào đấy thôi. Dạ, anh có gia trưởng nhiều lắm không anh? Anh nghĩ cái vấn đề gia trưởng là do anh nghĩ như vậy, nhưng mà theo anh nghĩ là do mình sống tự lập. Dạ. Tất cả mọi thứ mình quyết định, gần như cũng ít khi vấn đề gì hỏi ý kiến người khác á. Nhưng mà nghĩ nữa, em có vợ gì em có gia trưởng không? Nhưng nếu bây giờ mình là... thấy vợ mình đúng hết rồi thì mình chấp nhận, cái đó là quyết định là mình chấp nhận. Là mình có để vợ mình quyết định không? Thì cái đó là mình quyết định, nhưng mà đấy là ý của vợ. Cũng không cho vợ quyết định hả? Sao không trả lời lòng vòng dữ vậy? Sao chị ạ? Là giờ cuối cùng giả tỷ như mình thấy là vợ đúng đó thì nhưng mình mà anh có... sẽ là người quyết định chứ không cho vợ quyết định. Rồi anh có quyết định cái chuyện đó không? Em sẽ đồng ý về quyết định về vấn đề đó. Em sẽ đồng ý cho vợ quyết định vấn đề đó. Cái mẫu người bạn gái của anh là mẫu người như thế nào? Mẫu người bạn gái của em là thứ nhất là dễ nhìn tí, rồi cao thì tầm 1m52 là được. Nói chung là đừng có dữ quá, vì tình em cũng đâm rất là ít cãi nhau, không thích cãi nhau. Thường cãi nhau thì có thể là em bỏ đi hoặc là em không có nói. Chứ không có bạo lực, không có vũ phu đúng không? Không, cái đấy không. Đừng có sơn móng tay móng chân le lè. Rồi tóc đừng có nhuộm cái màu nó y vậy. Này trời ơi, đưa tay là ổng còn không tin nữa. Tóc nhuộm là sao? Cứ người ta nhuộm tóc dễ thương mà. Không dễ thương thì được, còn đừng có một màu xanh, màu đỏ hay là màu vàng gì đó. Thế đó là em không thích. Có vẻ phụ nữ truyền thống quá hả? Mình có làm dâu không? Mình ở một mình hay là... Em đang ở một mình. Ở một thì mình đi làm dâu thì chắc là không phải. Mình lập nghiệp ở Đồng Nai luôn hay sao? Vâng. Muốn sinh mấy con, rồi sinh con trai hay con gái? Trai gái cũng được. Chắc không? Em không quan trọng. Không quan trọng. Anh này gì cũng được hết. Chỉ có tí xíu ở cái chỗ mà gia trưởng đó em phải thuyết phục. Dạ, muốn vợ chưa? Tùy em, tùy tài năng của em. Anh được hết rồi đó. Hối lắm hả? Vâng. Còn nếu được thì bao lâu đám cưới? Cái đó thì hai người tìm hiểu thì có thể là một năm hoặc là ngắn hơn cũng được. Ngắn hơn là 2 năm cũng được. Ngắn hơn thì được rồi. Coi mặt đàn gái con sao coi đi. Dễ thương quá. 29 tuổi mà trẻ quá ha. Nãy giờ em nghe nói thì em cảm nhận anh này có khó tính lắm không? Dạ, em nghĩ là cũng có hơi khó tính một chút xíu. Nhưng mà đàn ông phải như vậy mới được. 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 Nói chứ anh cũng dễ chịu lắm, anh đầm tính. Dạ. Anh nói vậy thôi, chứ anh nghĩ cái tính tình anh này rất là dễ. Dạ. Em rất thích con người mà có tính tự lập với rất có nghị lực, em rất thích. Rất thích đúng không? Dạ. Em không thích gì người đàn ông? Cờ bạc với bạo lực đó anh ơi. Không phải em có rồi. Nãy chị có hỏi vụ bạo lực rồi, không có. Dạ. Giận là anh bỏ đi thôi, anh im lặng thôi. Em nghĩ gì nếu chúng ta gặp một người đàn ông không có một chút lãng mạn nào hết? Dạ thì em tự tạo ra lãng mạn cho anh ấy. Được. Cố gắng nha. Không có lãng mạn là cô ấy tự tạo lãng mạn đấy. Hôm nay mình đi với ai em? Dạ em đi với em gái em ạ. Em gái ruột hả? Dạ em gái ruột luôn. Rồi cho gặp em ruột. Đó, thấy em ruột dễ thương chưa? Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào anh trai trên đấy và quý vị khán giả. Em tên là Hạnh, em là em gái của chị Hương. Thì em thấy anh trai này khá hiền và tính của anh rất là chín chắn. Em mong rằng anh chị nên tạo cho mình cơ hội để có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Em đi với ai? Mình hỏi ý kiến cái coi, trai. Tại em đi với dì,
cái giường với một cô em gái. Dạ chào dì ạ, à. Dì cho ý kiến cái gì? Chào chú Quỳnh Lý và chào cô Cát Tường, chào các bạn khách trong chương trình. Cháu cũng lớn tuổi rồi, năm nay 34 tuổi rồi. Nhà cửa thì ổn định hết rồi, công việc cũng ổn định. Giờ chỉ cầu mong cho cháu để nhanh có gia đình. Em gái đi, em gái đi. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Em thấy chị bên này á cũng dễ thương, em thích chị. Đó. Thôi kéo màn lên. Rồi cho hai bên gặp mặt nhau nha. Kéo màn lên. Lần đầu tiên gặp mặt anh tặng em bó hoa. Dạ rồi, em cảm ơn anh nhiều. Rồi chúng ta hãy nhìn thẳng vào mắt nhau và nói tất cả những gì suy nghĩ của mình nãy giờ. Lòng này cũng rúng quá, không biết này hỏi gì đấy. Sau khi kéo màn lên xong rồi á, anh nhìn thấy em thì anh có cái ấn tượng nào không? Thì ấn tượng của anh là thấy như người mà anh muốn là anh lúc nãy anh lẫn nói thiệu phân là người gọi là gá trắng. Anh thấy đen. Anh muốn thì lần đầu tiên là về giá về là anh dạ ok. Thích dáng gì da đó. Dạ hồi nãy là em có nghe anh nói là anh không có thích mà phụ nữ nhuộm tóc á. Thì em có hơi nhuộm chút xíu có sao không anh? Nhuộm này thì không sao. Dạ. Không có quan niệm được không? Khi sinh con trai gái gì không? Tại vì là phụ nữ là có thêm chức là mẹ, cho nên là đối với em thì con trai con gái gì thì cũng thương hết. Nhưng em chỉ sợ bên chỗ anh có cái phải yêu cầu thì, là con trai không? Anh thì gia đình có ba em trai. À dạ. Anh rất là thích con gái. Hiện tại là em ở chỗ nào biết hoa? Dạ em ở phường Trảng Dài á anh. Trảng Dài à? Dạ anh có anh ở chỗ nào vậy? Anh ở phường Tân Phong. À, vậy là từ nhà anh chạy thẳng là tới nhà em đó anh. Chắc là vậy gần rồi. Hai thứ bảy chủ nhật em được nghỉ không? Dạ em chỉ được nghỉ chủ nhật thôi, em không có nghỉ thứ bảy. Thì thời gian anh thì cũng vậy, từ 5 giờ anh chỉ nghỉ chiều thứ bảy và chủ nhật. Thì nếu như trong thời gian đó thì nếu như lúc em rỗi buổi tối, dạ, thì anh có thể anh cùng đi xem phim hay là. Dạ. Nhà gần xịt nhau mà chạy có chút xíu mà ngày nào cũng gặp cũng được mà. Hôm nay thì mình cũng dù sao là có cái duyên thôi. Dạ. Để lên chương trình này. Dạ. Cũng qua bao nhiêu vậy. Thì anh nghĩ là hai nhà mình nên cho nhau cơ hội tìm hiểu thêm. Dạ. Thì theo như là em cũng nghĩ là tại vì trên chương trình thì mình cũng chỉ có gặp nhau, thời gian có hạn thôi, chưa có tìm hiểu được nhiều. Cho nên là nếu mà muốn biết một con người mà tốt hay xấu hay như thế nào, có hợp hay không, thì em nghĩ là nên có nhiều thời gian để mình tìm hiểu thì mới là tốt. Cảm nhận gì chưa, rung động gì không? Có cảm nhận về người đối diện như thế nào? Từ nãy đến giờ là em rung lắm rồi nên giờ em cũng không biết làm sao. Em thấy trong người nó có khác gì không? Dạ em hồi hộp quá. Trạng thái nó khác rồi ha. Dạ. Bạn trai thì sao? Thực lòng là em cũng hơi rung, như nên là nhiều lúc nó loạn nhịp. Loạn nhịp. Rất dễ thương. Rồi đặt tay vào nút bấm. Nút vào đâu vậy? Chúng ta để tay vào nút bấm các bạn. Và hãy có trách nhiệm với nút bấm của mình các bạn nhé. Suy nghĩ thật kỹ, bấm nút là để hẹn hò và tiến đến hôn nhân. Trong 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Hết hồn, hết vía. Nắm tay cái gì bạn? Trời ơi, hên, hên quá ha. Vui quá à. Cảm giác làm sao giờ? Sao mặt anh buồn vậy? Anh tươi lên anh. Trời ơi, bao nắm tay bạn gái mặt buồn quá. Vui lên. Suy nghĩ gì? Cảm giác bạn nữ sao? Dạ em rung quá. Rung quá hả? Dạ. Hổm á, mới là offline gặp các bạn muốn hẹn hò đó. Có một cái anh đó, anh lên đây mà anh bắt đền anh đó. Anh nói chuyện với em, bữa đó anh bận em đi phỏng vấn ảnh. Anh nói là lúc đó đó trên sân khấu bấm nút mà anh Linh không cho hung, cho nên cuối cùng về cô đó bỏ ảnh. Thôi được rồi. Tại sao cặp nào cũng được hung mà hả? Cặp đó không cho người ta hung. Thôi vậy giờ phải hung. Hung không quý vị? Mình chấp nhận rồi, mình bấm nút nắm tay sao bu rồi. Rồi hôn không? Thôi em xin phép. Đúng rồi. Hôn tay nha. Dạ. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp cộng rạp 212 Lý Chiến Thắng Cinebox, các bạn có thể đi xem phim thoải mái. Đưa vé cái buông tay ra ra. Nắm hoài luôn. Không có được buông. Nắm hoài luôn nha. Không được buông nha. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là máy nước nóng hiệu Atlantic và một máy nước nóng hiệu Centong gửi tặng hai bạn, tổng trị giá là 7 triệu đồng. Hy vọng chúng ta sẽ dùng máy nước nóng này để xài chung một nhà. Mời hai bạn đi hẹn hò xem phim.